Đấy nó thế cơ. Ngay như của vợ, độc của gì đã không tính lương vợ, lương của vợ một tháng đã bằng bằng lương công nhân của mình gần một năm rồi. Lương gì, lương cứng, nếu đi làm thuê đã 40 triệu một tháng lương cứng rồi. Thế nhưng mà gì mua sắm mới tiêu kinh lắm. Con học ngoài đấy cũng tốn. Hai thằng con là mỗi tháng lướng hết của bố từ 35 đến 40 triệu một tháng. Anh mà không kiếm được tiền trăm làm sao chúng nó sống được. Như mình thì nghĩ 100 nó rất to, nhưng bọn đấy nó kiếm ra tiền nó tiêu kinh. Cho xe cát vào đấy trong một cái mấy cái giấy lên mặt.